Xin chào các bạn, hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế web HTML căn bản với nội dung hiển thị những tin tức đơn giản bình thường với một trang web tĩnh. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ mở Notepad lên. Bây giờ viết web bình thường thì căn bản thì các bạn biết như rầy cho quen ra. Bắt đầu mở đầu phần tính thì sẽ là HTML. Tiếp tục là thể đóng về nó. Ở đây là cái mặc định của nó, rồi bắt đầu chúng ta sẽ thêm một cái thẻ là here. Here này thì trong here này thì mình sẽ một cái title. Title này là website demo đầu tiên. Đến là trong thẻ here thì bắt đầu mình sẽ bắt đầu là nội dung chính thì nó hiện ở dưới này. Đây là thẻ body. Để được cái thẻ body thì phải đóng thẻ lại vào trong này. Ví dụ ở đây bạn viết sẽ viết là một cái câu là câu xin chào đi. Xin chào. Bây giờ như vậy thì chúng ta sẽ có được căn bản của HTML. Bây giờ bạn sẽ lưu nó gọi là top, và bạn lưu cái tên gì đó là demo.html đi. Ở đây bạn chọn là bạn chọn cái này share lưu ở đây. Ra ngoài màn hình này thì bạn mở file bạn vừa tạo lên thì bạn sẽ thấy đây là trang web đầu tiên của các bạn. Bây giờ mình sẽ viết nó khó hơn một chút. Bây giờ mình sẽ làm cho nó sinh động hơn một chút thì các bạn để đây. Bây giờ mình mở tắt chương trình ở đây. Bây giờ mình mở Notepad cộng cộng lên. Cái này viết cho nó dễ. Bây giờ mình đóng hết tất cả lại. Mình bấm Ctrl O, mình mở cái file mình vừa để mình vừa viết đó. Mình viết ngoài desktop rồi. Ở đây file demo. Ở đây bây giờ là ví dụ như giờ để viết một cái trong web có một để viết một trong web thì bây giờ trong web mình sẽ có một cái banner. Banner thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết CSS bằng thẻ div luôn. Đây, ở đây mình viết một cái div. Ở đây mình sẽ viết một cái div gọi là div đóng, một thẻ đóng. Ở đây nhớ bạn sẽ chọn len ngôn ngữ là sẽ bằng HTML rồi. Đây, HTML rồi. Ở đây thì bạn sẽ viết là style. Đây quy định của nó là sau này thì mình sẽ viết đây là một cái wrapper. Mình sẽ viết là nó làm masking của nó là sẽ bằng 0x auto. Chiều này là chiều rộng của nó là mình khoảng 0.24 bx thôi. Bây giờ mình sẽ viết cái div này là bằng id vì nó có thuộc tính là đó như vậy. Mình bỏ câu xin chào vào đây, mình lưu lại vào ra đây, bấm Ctrl F5. Cái xin chào nó ở đây. Ta coi ra. À hiểu rồi. Đây là website đầu tiên của tôi. Ở đây mình viết cái title này nó sai tới. Rồi đúng rồi.
Như vậy là nó ra được ở giữa rồi. Các bạn viết đúng như tôi nhé. Bây giờ là mình sẽ viết một trang web thì thường là nó có một cái banner, một cái header, một cái menu và một cái content và một cái footer. Bây giờ mình sẽ viết một cái, các bạn viết chứ đừng có copy như tôi nhé. Chết chết. Here. Ở đây thì các bạn sẽ mình sẽ có thuộc tính của nó là mình sẽ viết là thăng, mình dán nó vào, mình cho nó cao khoảng 100 điểm. Width này thì mình cho nó khoảng 1024 float. Ở đây thì nó sẽ là here. Và bây giờ thì các bạn làm thêm một cái ảnh vào. Đây là thẻ thêm ảnh này. Đây thì các bạn cứ lên Google, các bạn search nào là ví dụ như ảnh đẹp, rồi ở đây các bạn lấy đại cái banner này đây, xem ảnh đây, các bạn bấm vào đây, các bạn lấy hình ảnh, link hình ảnh xong các bạn vào đây, các bạn dán liền ảnh vào và các bạn nhớ cho chiều cao bằng khoảng 100 ps, các bạn cho width bạn ra đây, các bạn nhắm draw. Giờ là chúng ta đã có được cái banner rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ viết một cái menu. Menu của nó là chúng ta sẽ ghi lại đi. Menu này chúng ta sẽ cho nó chiều cao nó xung bằng là khoảng 40 ps thôi. Và nó cũng rộng khoảng nó cũng rộng khoảng 100 024, nó cũng float. Đây thì chúng ta sẽ viết menu. Bây giờ các bạn sẽ ghi là trang chủ. Các bạn sẽ coi thử. Ở đây chúng ta sẽ có được những cái menu rồi. Giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết phần nội dung. Ở đây chúng ta sẽ viết phần nội dung thì trong nội dung thì chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Một phần quảng cáo và một phần hiển thị nội dung chính. Để chúng ta sẽ viết một cái div. Div này sẽ có một cái đóng. Và đặc biệt là các bạn làm thì các bạn nhớ chú thích nha. Nhớ chú thích vào để cho nó dễ hiểu. Chứ không thì sau này nó lỗi thì cũng khó tìm ra những lỗi của nó. Bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ viết một cái là ID bằng
trong cái content này thì chúng ta sẽ có thêm một hai cái div con. Đây thì chúng ta sẽ thêm cái content last, và bên này chúng ta sẽ thêm một cái content gọi là content right. Ở đây thì nó chưa hiển thị gì đâu, ở đây nó chưa hiển thị nhiều, và bây giờ chúng ta sẽ để cho nó hiển thị thì chúng ta sẽ thêm vào cái này. Bây giờ mình sẽ viết một cái ID content with 0024 base, và nó có thuộc tính là plot. Rồi bây giờ trong cái cho nó bằng khoảng 800 đi, 800 đi, mình cho nó bằng min 2 của nó bằng 500 biết rồi. Nó cũng tính có tính plot là bằng. Giờ chúng ta đang ngồi chúng ta coi thử cái này thì mình cho nó khoảng 224 là đủ. Ok, bây giờ nó đã hiện ra rồi, và bây giờ tôi sẽ viết một cái class dấu chấm này, chúng ta sẽ nhớ là cái viền khung nhé, border nói liền. Đây. Ở đây các bạn, nếu các bạn muốn thì các bạn bỏ vào thì cho nó đẹp thôi. Đây là thuộc tính class. Đây các bạn sẽ thấy nhé. Nó đầy hiện rồi. Ở đây tôi cho cái này nó cao khoảng chút. Và bây giờ thì như vậy thì các bạn sẽ thấy nó rớt xuống, thì chúng ta sẽ bỏ cái này đi vì nó có một bên float, nó có một bit nên nó sẽ tốt rất nhiều một vùng. Và ở đây thì chúng ta sẽ cho là 820. Ok, bây giờ thì nó chuẩn rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thêm một cái footer nữa. Footer này nó cũng giống như cái here, nhưng mà cái tên ID nó khác, nó là mình đặt cho nó thuận tiện thôi. Ở đây thì các bạn sẽ viết đây ID, bây giờ ID của nó sẽ bằng như
bạn đã xem được video của tôi. Bây giờ mình sẽ thêm được lại. Đây, chúc các bạn thành công. Và các bạn nhớ là ví dụ như ở đây các bạn thêm một tính là class và thì nó sẽ hay hơn và nó sẽ đẹp hơn và nhìn nó có hồn một chút. Rồi bây giờ ta coi thì chắc nó sẽ đẹp hơn. Đây là demo đầu tiên của tôi. Chúc các bạn thành công. Còn đây là một cái H1. www.cn99.com. Rồi, chúc các bạn thành công. Chào tạm biệt các bạn.